Hôm nay buổi tối nha, đậu sáng sớm với nhầm anh em ơi, nhầm rất là nhiều xe đang đợi anh em mình ha, rất là nhiều phần quà của những người anh em tặng cho mình, tầm tiền trăm mấy, 200-300, số tự động, số sàn, con cốc sedan, phơm dài, phơm dán, caren 7 chỗ, con bán tải cũng có luôn, ở ngoài kia cũng còn một mớ xe nữa anh em ha, ở trong nhà cũng còn mớ, đó thì bữa nay là mùng 4 Tết rồi, em vẫn bán xuyên suốt anh em nha, và thông báo anh em biết luôn, là mùng 1, mùng 2, mùng 3 là em khép cửa, ai mua mới mở. Còn mùng 4 là em sẽ mở cửa xuyên suốt rồi. Anh em có thể qua giao lưu, qua trao đổi với em ha. Rất là nhiều ô tô luôn, tầm 100 mấy, 200, 300. Nơi giao lưu, trao đổi, mua bán với bà con. Có cho nợ, có bán thiếu, có đổi xe. Đó. Anh em mình kẹt tiền cứ qua, cầm cũng được luôn nữa. Bán thì cho nợ vẫn được luôn. Rất là nhiều ô tô đợi anh em mình nha. Ở đây là mày vài con thôi, ở ngoài còn rất nhiều. Và những cái bãi làm xe mình nữa. Địa chỉ anh em mình cứ gõ Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí nha. Nhưng bán tải này đời 2006 may dầu đó, có 100 mấy chục triệu, 175, đang Tết đang giảm giá cho nên mình 7-8 triệu một chiếc ha. Như Vios này bữa bán 185, bây giờ bán cho nên mình 175 bán luôn. Bản E 209 nha, Caren bữa bán là 275, bây giờ bán cho nên mình 206, bớt cho nên mình 15 triệu luôn. Tự động bản full cửa nóc 21 anh em nha. Mấy xe này đều mở cabo rồi, đều đang tháo bình đó, nên tại bữa giờ mình không có trực ở cửa hàng á, báo nhân viên tháo bình ra hết. Camry này ngày trước mua 190, bây giờ giảm cho nên mình còn 160 mà bớt 30 á. 202 số sàn bản đủ, ABS túi khí luôn. Morning này sơn mới nguyên xe, bữa trước là xe sơn xấu, bán anh em mình chỉ có 155 thôi, bây giờ bán anh em mình 158, nhưng mà mình sơn mới nguyên xe. Mà chiếc xe này sơn mới anh em biết nhiêu không? Sơn mới tới 12 triệu. Sơn tất tần tật từ trong ra ngoài anh em ha. Bốn mâm vỏ mới rồi. Nói chung mình cũng còn khá là nhiều ô tô, anh em cứ qua lựa, qua số 0866 678971, 0834 33 3371. Địa chỉ này mình gõ Google Thịnh Bến Tre ha. Con cốc này mình còn tới 3 cuốn xe nữa nè. Đó, Civic với nè anh chị ha. Rất là nhiều. Matic Super tự động bản full nè. Đó, có xí ghế tự động ABS túi khí nè. Có 130 mấy triệu nữa nè. Coca-Cola ghế nỉ cũng có 115 nữa nè. Đó, ghế nỉ xe đẹp, xe chắc anh chị ha. Orlando cửa nóc nè, 27 nè. 300 hơn nữa nè. Anh em qua lựa đi. Rồi ok, cảm ơn. Chúc anh em mình buổi tối vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Anh em nào thấy được xe nào alo cho em Thịnh nha. Innova C lên full G luôn, 2008 phun mới luôn, có 175 triệu, 4 mâm 4 vỏ mới, đăng kiểm mới, sơn mới, cả xe. Anh em qua lựa nha. Em cảm ơn rất là nhiều anh em ơi.